Đang ở tỉnh nào? Đang ở thành phố Hồ Chí Minh, ở huyện Hóc Môn, Vâng. thành phố Hồ Chí Minh. Chị 1980 tuổi Canh Thân. Chồng chị 1976 Bính Thìn. Tưởng là tam hợp nhưng đâu có hợp đâu. Lấy một người chồng bảo thủ, ngang ngược, cố chấp thì cuộc đời mình cũng khổ lây theo thôi. Đấy, rất đau đầu, rất mệt mỏi, ngang vô cùng, bảo thủ vô cùng. Ông ấy luôn luôn cho mình là nhất, luôn luôn cho mình là đúng mà chả biết nhìn nhận xem ý kiến của vợ con và người xung quanh như thế nào. Vì thế cuộc đời chị mới khổ đấy. Nhưng mà lấy được người chồng tốt mà ngon lành thì đời chị nó không khổ đến bây giờ. Một người phụ nữ có hạnh phúc hay không, có sung sướng hay không đều là do người chồng. Đấy. Ví dụ chị lười lao động đi, không chịu làm đấy, nhưng mà gặp được người chồng chịu làm, chịu khó đem tiền về cho vợ thì chị vẫn sướng. Còn chị có giỏi cỡ mấy đi chăng nữa, chăm làm chịu khó làm giám đốc này, trưởng phòng kia, nhưng lấy tên chồng lát rượu suốt ngày chỉ có chửi bới đánh đập, về đến nhà là kiếm chuyện thì cuộc đời chị cũng vất đi. Đấy, chị lại không được cái may mắn như vậy, vớ phải cái tên chồng gia trưởng. Vì thế đời chị khổ. Tính đến thời điểm hiện tại đấy cũng chỉ kinh tế thì đều đủ ăn thôi. Đủ ăn thôi, không có hướng phát triển thêm, chỉ vậy 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 thôi. cái số chị là không có giàu nổi Đúng đúng không này? rồi, sao mà giàu được? Ông chồng ông kìm kẹp chị rồi làm sao mà giàu được? Ông này ông kìm kẹp cuộc đời chị lại rồi. Rất vất vả, rất đau khổ, rất mệt mỏi nhé. Không có ngày nào gọi là sung sướng và thoải mái được. Chỉ những không có thoải mái đầu óc thôi. Dạ, chính xác. Tay này Nhưng được mà vẫn đặt ở với ổng được suốt đời hả thầy? vẫn ở suốt Bỏ được đời, hay sao? vẫn Bỏ ở, mẹ được hay sao? không bỏ được. Nó là duyên nợ nên sao mà bỏ được. Em biết rằng trong suy nghĩ của chị cũng đã có nhiều lần muốn bỏ, nhưng mà nó chỉ dừng ở cái mức suy nghĩ thôi, chứ đến khi hành động thì không dám hành động. Nói Nghĩ con, nghĩ cho con. đúng rồi, vì thế chị vẫn phải vướng mắc với ông này suốt đời và không bỏ nhau được đâu nhé. Dạ, có muốn bỏ lắm như vậy mà cứ nghĩ con rồi nghĩ gia đình đó này, nghĩ ba mẹ rồi buồn á, rồi cứ nghĩ trong đầu thôi chứ còn Không bỏ được không dám nhưng làm, không có dám nói mà đưa ra quyết định. chắc chắn là không bỏ được, phải ở, phải chịu vậy nhé. Cậu chịu vậy suốt đời luôn hả Dạ thầy? đúng rồi. Nhưng mà tay này có một cái nét đặc biệt, đó là có đường chỉ sinh đạo đôi. Được cái là hậu vận của chị được nhờ về con cái. Con cái của chị nó ngoan. Đấy, sau này được nhờ về con, Âu cũng là một cái niềm an ủi dành cho chị. Rồi tay có đường sinh đạo đôi là tuổi thọ cao. Rồi được nhờ về con cái, sau này con cái nó có hiếu, hiểu không? Đời mình thì thôi coi như vất đi rồi. Còn năm nay đấy thì bảo là bất hạnh mà lựa chọn sai lầm thì bây giờ phải đi theo cái sai lầm đó thôi. Năm nay làm ăn chối tỷ lắm, công việc năm nay làm ăn không thuận. Vì thế mà đang tính dự tính muốn làm gì đây, đừng đừng có làm rồi. Cũng tính buôn bán đó, nhưng mà thầy mà chắc biết có số tao buôn bán không? Buôn bán thì có số bút bán như mở ra bé bé nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà năm nay thì chưa mở được đâu, phải để qua năm cơ. Năm nay chưa mở được, để qua năm mới mở. Qua năm mở thì sẽ thuận hơn, còn năm nay mở chưa thuận đâu nhé. Đọc ngày tháng năm sinh các cháu. Coi con bé của chị thì có học và tới nơi thì chốn ngày sinh ngày 17 tháng 7 2007 Đây là âm lịch hay dương lịch? thầy, dương lịch, còn âm lịch là ngày 4 tháng 6. Đứa này tạo điều kiện cho nó theo học hành nhá. Đứa này học được đấy nhá. Có đường học vấn, có thể hướng cho cháu theo con đường học hành thi cử nhé. Cháu được đấy, đứa này sau này nó có hiếu đấy, chúc mừng chị. Có hiếu, được nhờ nó đấy, ngoan lắm. Chỉ có một đứa à?
đứa này nó khổ quá là chuyện muốn đẻ nữa. Đứa này được cái nó tự giác, ý thức tự giác nó cao. Ừ, được nhờ nó đấy, chúc mừng chị. Ừ. Còn số chị còn sống lâu lắm, đường thọ còn mấy chục năm nữa. Thế đó, đúng rồi. Chữ, đúng rồi. Chị bệnh hoài, không biết chị ở cái nhà chị có hộp không, chị bệnh hoài. Con chị là nó học tới năm, tới chốn được đúng không thầy? Được, cháu này học hành tới nơi tới chốn, ngoan đấy, nó nghe lời đấy, nhé. Yeah. Ừ, nó ngoan, nó nghe nó lời. Cũng, nó cũng nghe lời, vâng. Nó cũng ngoan. Vâng. Bốc quẻ ở đây thì thấy có vong đứa trẻ con đấy đi theo này. Lúc trước chị có sơ sẩy phải không? Chị có bỏ một đứa. Thấy chị chưa? Bỏ mà hồi mà chị mới mấy đứa đầu tiên á, chừng chị vất vả đó, mới cái vừa cắm thai là chị mất kinh có hai ngày thôi là chị đã bỏ rồi, chứ không phải 1 tháng 2 tháng. Vâng. Nếu mà 2-3 tháng thì chị phải. Đứa trẻ nó sinh ra. Đứa trẻ nó sinh ra từ tinh cha huyết mẹ. Đấy, khi người nam và người nữ gặp nhau, tinh trùng gặp trứng thì nó đã sinh ra hợp tử. Hợp tử bắt đầu nó thành noãn rồi là thành phôi. Khi nó đã thành phôi thì nó đã có linh hồn trong đó rồi. Vì thế chị đã phá nó, bỏ nó thì không tốt một chút nào hết. Đấy, không tốt một chút nào hết. Tiếp theo là chị mắc về cái tội rất lớn, đó là cái tội gọi là sát sinh. Đấy, hiểu chưa? Đáng lẽ nó được sinh ra làm người nhưng mà chị lại vô tình cướp đi, không cho nó quyền sinh ra làm người nữa. Mặc dù nó nhỏ, nó bé, nó vẫn là một linh hồn mà. Nó vẫn là một linh hồn. Đấy, bởi vì nó đã... Chị cũng có lập cái khám gì thờ nó. Lập cái khám trước gì thờ nó. Suốt đời này chị chắc chị phải ăn năn hết hết cả cuộc đời này thôi nhé. Đấy, bởi vì thế em bảo là cái mẫu bàn tay của chị có đường chỉ sinh đạo đôi, không thể nào mà sinh một đứa được, chắc chắn phải có hai đứa. Mà bây giờ chị chỉ bảo có một đứa thôi thì em bốc quẻ nó đúng ra đứa con trai nó đi theo luôn nhé. Dạ đúng rồi, chị có đi coi thì người ta cũng nói là đứa con trai. Nó có đi theo chị luôn nhé, và đi theo nó không vui vẻ gì đâu, nó oán trách chị là nhiều đấy nhé. Nó ganh tị với cái đứa bé 2007 này. Nó ganh tị ở tại sao nó cũng là con mà đứa 2007 cũng là con mà tại sao đứa 2007 được chăm sóc lo lắng đầy đủ mọi thứ mà tại sao riêng nó thì phải chịu cái thân phận là chưa được, không được ra đời làm người, lại còn bị hắt hủi đi. Đấy, nó đi theo nó oán trách đấy. Hồi xưa mất cưới thầy vất vả mua đất làm nhà đủ cái tiếng nợ nhiều quá cho nên là mới bỏ, chứ còn không là cũng không phải là cái do mà bỏ mà lấy chồng rồi đám cưới rồi mới bỏ. Chứ không phải là mình hồi con gái mình bỏ. Nhưng mà hai chồng hồi mới gặp nhau đó cũng tay trắng à, rồi đám cưới xong rồi cái gái là cái nợ nhiều quá rồi không dám tin là cứ bỏ. Sau này mới có một đứa đó. Chứ không phải là mình mà cái gì mà mình bỏ nó cũng nói chung là rồi. Tóm lại là bất cứ vì cái lý cũng do gì mà cũng cán ra, bất cứ vì cái lý do gì kể ra thì cũng là bỏ chứ còn hao nữa, tóm lại cũng là bỏ, không cho nó làm người nữa. Cái đó. Nó không hiểu cái vấn đề này đâu, nó chỉ biết là bỏ nó đi thì nó oán trách thôi, nó đâu cần biết lý do gì. Vì thế em sẽ cũng nói cho chị đấy, tuổi thọ của chị thì rất dài, còn khoảng 20-30 năm nữa. Nhưng mà bệnh tật của chị sẽ rất nhiều, bệnh tật của chị sẽ dễ vướng đến các bệnh về máu huyết. Máu huyết đau đầu. Ấy, cơ thể hay mệt mỏi uể oải và sẽ có chứng đau đầu kinh niên. Ấy, máu huyết của chị sẽ rất kém. Đấy, chị có hay đau đầu không? Có đau đầu một thời gian mấy năm trước, đau tới 5-6 năm đi. Chữa là gần 10 năm đó. Vâng. Chữa là gần 10 năm đau đầu á, bữa nay đỡ rồi. Đỡ. Nó cũng đỡ hơn đau đầu rồi, giúp cho mình. Chứ hồi suốt ngày hồi cách đây 3 năm trước là chị nằm viện suốt cũng vì bệnh đau đầu. Đấy, trả quả đấy còn gì nữa. Mấy năm thì là đỡ rồi. Trả quả đấy còn gì nữa. Chữa suốt rồi nó cũng đỡ.
Ê, chả nhân quả đấy còn gì nữa, chả quả đấy còn gì nữa, chạy làm sao được. Đấy, bỏ cái tội bỏ thai bây giờ phải nhận quả báo thôi còn sao nữa. Em cũng nói cho chị, nó chỉ đỡ cho chị vài năm thôi, năm nay chị 40 mấy tuổi rồi, cơ tầm đến khoảng gần 50 nó lại tái lại. Vì thế ngay từ bây giờ chăm lo mà làm phước đi, làm lành làm phước đi, làm nhiều điều việc thiện đi để mà tích công bồi đức lại, rồi mà phóng sinh làm phước công đức đền chùa, giúp đỡ mọi người xung quanh, rồi hồi hướng công đức cho cái đứa trẻ đó, để nó không đi theo nó oán trách nữa, nó không đi theo nó phá nữa. Bây giờ số chị còn đang đương số, thể chất của chị vẫn còn ok. Đấy, thời vận của mình nó vẫn còn đang thịnh, nó chưa làm gì được mình, như để tầm khoảng khoảng từ ngoài 50 thôi. Vận của mình nó suy đi, hiểu không? Nó gá vào đó, bắt đầu nó hại chị nhé. Nó đi theo nó oán trách, cũng như kiểu là một cái cây đấy, một cái cây nó mới trưởng, mới trưởng thành, nó mới mọc lên đấy, nó còn khỏe đấy, thì sâu mọt mọi thứ nó không phá hại được. Nhưng mà cái cây, nhưng mà một cái cây khi mà nó già đi, hiểu không? Cây khi nó già đi, nó yếu đi, bắt đầu sâu mọt nó đục cho tơi bời, nó cho chết cây luôn. Đấy, thời vận của chị vẫn còn đang thịnh, vì thế vẫn chưa có hề hấn gì đâu. Nhưng mà sau này đến tờ ngoài 50 là bắt đầu được quả báo nó đến là nặng nề lắm. Bây giờ chăm lo làm phước đi, bố thí đi, làm việc lành đi nhá. Đấy, để mà bù đắp lại. Thế tại sao thế chứ? Tại sao chỉ bằng mấy cái lá bài xòe ra cái bàn tay mà em đọc được hết quá khứ của chị? Em đọc được cái sai của chị, em đọc được cái gì mà thiếu sót của chị, bởi vì nó hiện hết cho lòng bàn tay của chị, làm sao mà chối được. Thằng con trai nhá, lo mà kêu cầu lắm nhá. Rồi chị còn câu hỏi gì nữa không? Thì chị hỏi gia đạo rồi con cái rồi nó học hành rồi không, với lại cái chị thấy chị hay đau ốm hoài đó, rồi chị hỏi. Đấy thì lo làm phước đi, bây giờ chỉ có làm phước nhiều, bố thí nhiều, phóng sinh nhiều. Cái bệnh của chị để phải đi phóng sinh nhiều, sát sinh rồi bây giờ phải phóng sinh nhiều, làm phước thật nhiều để cái phước đức của mình nó tăng trưởng lên, bắt đầu là bệnh tật nó mới lui được. Nhưng mà bây giờ chị có đi hết bệnh viện này bệnh viện khác, đông y tây y, chữa được khỏi cái bệnh này xong rồi bệnh khác nó lại trổ ra. Đấy, có đúng, chị ngẫm thử xem năm nay 41 tuổi đầu rồi, có đúng là 44 mấy tuổi đầu rồi, có đúng là cứ chữa được vừa khỏi bệnh này xong bệnh khác nó trổ ra không? Đấy, đã nói rồi. Thế phải chăm lo làm phước đi, bố thí phóng sinh làm phước thật nhiều, năm nay 44 tuổi rồi, cố gắng lên. Rồi mua thỉnh quyển kinh Địa Tạng nhé, thỉnh quyển kinh Địa Tạng về là mà đọc tụng hàng ngày để cho nó tiêu bớt được những cái nghiệp chướng nó xấu đi nhé. Kinh Địa Tạng ở đây. Đúng rồi, kinh Địa Tạng. Đọc cái quyển quyển kinh đó nó cũng ích lợi lắm. Ê, nó sẽ khiến cho mình tiêu bớt được những nghiệp chướng, hoặc những cái vong linh nào mà đang đi theo mình, nó báo hại mình, oan gia trái chủ đi theo mình, nó thấy mình biết tu tập, nó thấy mình biết đọc kinh, nó cũng nghe theo, nó nương theo và nó không đi theo nó phá mình nữa. Đấy, lên mạng mà tra rồi mà tìm kiếm rồi mà đọc đi nhé. Thôi thế nhá, chào chị. Dạ rồi, thầy, cảm ơn thầy. Vâng.